Chào tất cả các em học sinh cùng các thầy cô giáo. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài Lời Tiễn Dặn, trích truyện thơ Tiễn Dặn Người Yêu của dân tộc Thái. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua về dân tộc Thái. Dân tộc Thái là dân tộc chiếm 1,74% dân số cả nước và cư trú tập trung ở hầu hết là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Dân tộc Thái có những vẻ đẹp và nền văn hóa đặc trưng riêng. Như trên màn hình chúng ta được xem hình ảnh trang phục của dân tộc Thái đen, Thái trắng, nhà ở của họ, chiếc khăn phiêu, một vẻ đẹp độc đáo trong trang phục của người Thái, búi tóc gọi là tăng cầu, một dấu hiệu của phụ nữ đã có chồng rất đặc trưng của dân tộc Thái. Còn đây là hình ảnh múa xòe, một nét đặc trưng văn hóa khác mà chỉ dân tộc Thái mới có. Ngoài các nét đặc trưng văn hóa trên, thì tiễn dặn người yêu, tức là chuyện thơ, cũng là một nét văn hóa không thể nào thiếu được. Đã nhắc đến dân tộc Thái là chúng ta phải nhắc tới chuyện thơ này. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về chuyện thơ tiễn dặn người yêu cũng như đoạn trích lời tiễn dặn. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung với phần một nhỏ khái quát về chuyện thơ dân gian. Phần khái quát về chuyện thơ chúng ta đã được biết trong bài học về khái lược văn học dân gian. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ nhắc lại một số nét chính. Chuyện thơ dân gian là thể loại văn vần. Nó có sự kết hợp giữa hai yếu tố tự sự và trữ tình. Với hình thức đấy, chuyện thơ dân gian đã phản ánh số phận người nghèo khổ và khát vọng tình yêu tự do, hạnh phúc, công lý xã hội. Từ đây chúng ta đi vào tìm hiểu chuyện thơ tiễn dặn người yêu. Tiễn dặn người yêu là một trong những chuyện thơ hay nhất của dân tộc Thái và của kho tàng chuyện thơ dân gian các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Người ta đã từng có câu, khi hát tiễn dặn người yêu lên thì gà ấp cũng phải bỏ ổ, cô gái quên hái rau, anh chàng đi cày quên cày. Chúng nghĩa câu chuyện này rất là hấp dẫn, thể hiện nét đặc trưng của dân tộc Thái. Nội dung của tác phẩm phản ánh tình yêu tha thiết, thủy chung và khát vọng tự do yêu đương của các chàng trai, cô gái Thái. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phần 3, tìm hiểu đoạn trích lời tiễn dặn. Đoạn trích lời tiễn dặn này có thể chia làm hai phần. Cụ thể, từ đầu cho đến khi quá bộ về già. Phần này miêu tả lại lời dặn dò của chàng trai khi anh chàng đã chạy theo tiễn cô về tận nhà chồng. Còn phần còn lại miêu tả lại tâm trạng của chàng trai khi chứng kiến người yêu bị nhà chồng hành hạ. Đoạn trích lời tiễn dặn này đã đặt trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là khi cô gái đã phải theo chồng về. Có nghĩa là mối tình của họ đã hoàn toàn chấm dứt, không thể nào đến được với nhau nữa. Nhưng chàng trai vẫn đi theo cô gái tiễn cô về tận nhà chồng. Và sau này thì chàng trai còn quay lại rất nhiều lần và có lần thì đã chứng kiến người yêu bị người chồng hành hạ. Đoạn trích lời tiễn dặn này đã miêu tả lại cảm xúc của cả chàng trai và cô gái trong hoàn cảnh này, đặc biệt là chàng trai. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu lần lượt từng phần trong văn bản. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, tâm trạng của chàng trai và cô gái ở đầu đoạn trích. Thứ nhất là tâm trạng của cô gái. Thực ra tâm trạng của cô không được miêu tả một cách trực tiếp mà miêu tả gián tiếp qua lời chàng trai. Nhưng những gì mà chàng miêu tả đã thể hiện được đúng suy nghĩ và tâm trạng của cô gái trong hoàn cảnh này. Tâm trạng ấy được đặt trong một hoàn cảnh, đấy là phải về nhà chồng nhưng chưa gặp được người yêu để tạm biệt. Vì vậy hình ảnh cô vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa đi vừa ngoái trông, chân bước xa lòng càng đau nhớ, vô cùng đau buồn. Nó thể hiện một tâm trạng mong ngóng không yên, đau khổ của một người đã bị dứt bỏ tình yêu. Ở đây chúng ta thấy tâm trạng của cô gái được đặt trong một loạt những hình ảnh như là rừng ớt, rừng cà, rừng lá ngón, kết hợp với những động từ chờ, đợi, ngóng, trông. Từ đấy ta thấy nỗi lòng của cô gái được đặt trong một khung cảnh không chỉ là đau buồn, trông đợi, mà đó dường như có sự thất vọng, sự bất lực. Bởi vì hình ảnh rừng ớt, rừng cà, lá ngón gợi đến hình ảnh một con đường xa lái,
và gợi đến cả cái chết nữa. Đặc biệt là hình ảnh ớt, cà và lá ngón được miêu tả rất cụ thể, gần gũi với người Thái và được miêu tả theo hướng tăng tiến, biểu hiện cho nỗi đau đang chất chứa trong lòng cô gái. Nếu ở trong 8 câu đầu tâm trạng cô gái được miêu tả rõ ràng, thì ở những câu sau, tâm trạng tình cảm của chàng trai lại được thể hiện. Đó là tâm trạng của một người chứng kiến người yêu về người chồng trong nỗi đau khổ. Chàng trai không hề muốn xa rời cô gái một chút nào. Chỉ đến khi được nhủ đôi câu, thì chàng trai mới đành lòng quay lại. Được dặn đôi lời, thì chàng mới chịu quay đi. Như vậy chàng đã ý thức được hoàn cảnh không thể thay đổi được hai người vừa luyến tiếc tình yêu nhưng lại không đành dứt. Để rồi từ đấy, vì tình yêu không thể nào dứt bỏ nên chàng cũng bày tỏ tình yêu tha thiết qua cả lời nói và cử chỉ, chăm sóc ân cần thiết tha với cô gái. Đặc biệt là trong đây, chàng trai không chỉ là thể có lời nói mà là có cử chỉ ấy lại vô cùng đặc biệt. Khi gặp cô gái, thấy cô bé trên tay đứa con của cô gái và người chồng, thì chàng đã xin con nhỏ hãy đưa anh ẵm, bé xinh hãy đưa anh bồng. Và thật đây là hành động đặc biệt thể hiện tình yêu vô cùng cao thượng của chàng trai. Không những thế, chàng còn hẹn ước với cô gái. Trong lời hẹn ước, ta thấy nổi bật lên chữ đợi. Thời gian chờ đợi được tính bằng cả mùa vụ. Đợi đến tháng năm lau lở, đợi mùa nước đỏ, cá về, đợi chim ca ngó hót gọi hè. Và thời gian đấy còn được tính bằng cả đời người. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi quá muộn về già. Như vậy chàng đã hẹn ước chờ đợi cô gái trong mọi thời gian, mọi tình huống, dù biết làm cô gái đã phải theo chồng. Ở đợi ở đây, ta thấy nó có nghĩa là chấp nhận thực tại, không thể gần gũi gắn bó, nhưng đợi còn là hy vọng ở tương lai, hai người sẽ đến được với nhau. Để rồi sau đấy, phần thứ hai của bài cất lên những lời tiễn dặn để tha thiết. Phần thứ hai này đặt trong hoàn cảnh chàng trai đã tiễn người yêu về tận nhà chồng, và chàng ở đó một thời gian dặn dò hết lời hết lẽ để mong cô gái thành người dâu hiếu thảo. Nhưng chàng lại phải chứng kiến cảnh người yêu bị đánh đập hành hạ. Khi chứng kiến cảnh ấy, chàng trai đã cảm thông chăm sóc người yêu bằng những hành động chia sẻ rất mực yêu thương. Như dậy đi em, đồ bù anh trả cho, tóc rối đưa anh búi hộ. Những lời nói, hành động của chàng trai ẩn chứa nỗi xót xa đau đớn còn hơn cả nỗi đau mà cô gái phải gánh chịu. Để rồi, cuối cùng, nổi bật lên mong muốn của chàng trai vẫn là đến được với cô gái, thậm chí là cùng chết bên nhau. Chết 3 năm hình còn treo đó, chết thành sông phục nước uống mắt lòng. Ở đây tác giả đã sử dụng một loạt các hình ảnh nói về cái chết được lặp lại 6 lần. Nó thể hiện khát vọng mạnh mẽ được gắn bó với người yêu của chàng trai, phản kháng lại trước hoàn cảnh mà cô gái đang phải chịu. Để rồi những câu thơ cuối cùng, chàng trai đã cất lên lời thề nguyền: yêu nhau, yêu trọn đời cỗ cứng, yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già. Ở đây những câu thơ thật gọn, ta sử dụng loạt cái biệt từ cùng các hình ảnh so sánh nhằm khẳng định khát vọng tự do yêu đương và quyết tâm trước sau như một, không gì thay đổi được của chàng trai. Khát vọng đó như được khắc sâu vào gỗ, tạc vào đá. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích lời tiễn dặn. Qua đó chúng ta thấy về nội dung, đoạn trích đã thể hiện tâm trạng đau khổ rối bời của chàng trai và cô gái, khắc họa nổi bật tình yêu thiết tha chung thủy và khát vọng tự do yêu đương của các chàng trai cô gái Thái. Về nghệ thuật, chuyện đã kết hợp giữa thể loại tự sự và trữ tình, hơn nữa thế còn có lối diễn đạt mộc mạc gần gũi với cách nghĩ và cách cảm của người Thái, rất chân thành và tha thiết. Đặc biệt ở đây, ta thấy trong lối diễn đạt tác giả vào mực thiên nhiên để biểu lộ tâm trạng. Bài học đến đây là kết thúc. Mong các thầy cô giáo sẽ có tiết giảng bài hấp dẫn và các em sẽ tiếp thu được nhiều những kiến thức thú vị trong bài học này.
Xin chân thành cảm ơn các em.